Ok, xin chào các chị em yêu thích yoga à, Đam mê handstand nha Thì à, hôm nay Thái Vũ sẽ hướng dẫn chuyên sâu Chi tiết một cái buổi tập handstand cho nữ yoga Thì đây là nguyên một cái buổi tập handstand mà Thái Vũ dạy cho một chị học viên Từ bên Malay à, về Việt Nam học Thì à, chị mới tập với Thái Vũ được hai buổi đến cái buổi này là buổi thứ ba nha mọi người Ok, đầu tiên là sẽ khởi động ha Trước tiên chúng ta sẽ khởi động cổ tay bằng bài chúng ta sẽ giữ tư thế chóp mặt chóp phải xin chào và gặp cái cổ tay lên 20 lần sau đó chúng ta sẽ uh, chồm vai tới ha cái bài này thì để bổ trợ cho vai tới chúng ta sẽ giữ 5 giây xô người tới đằng trước nè dồn hết lực vô tay vai nhón mũi chân lên giữ 5 giây là chúng ta sẽ khởi động cho phần cơ vai ha hôm nãy khởi động cho cổ tay trước rồi bây giờ là khởi động cho khớp vai cũng như là uh, Uh, cơ vai trước ha. Thì sau này chúng ta quen rồi chúng ta rút lên handstand thì chúng ta cũng làm như vậy thôi. Uh, uh, lean forward, đẩy người tới trước, dùng lực vô tay vai cho chân nó nhẹ nhóm mỗi chân lên là sẽ rút lên được. Rồi sau đó là tư thế uh, từ tấm ván cao đẩy lên chóp mặt để khởi động tiếp cho phần cấp vai khớp vai và làm nóng cho phần uh, cơ vai ha. Xuống hít vô lên thở ra, chúng ta chủ động chúng ta dùng vai mà đẩy người lên. Đó, chủ động là giờ dùng vai đẩy lên thở ra là xuống hít vô. Rồi tiếp theo là một bài à, khởi động à, cho tư thế handstand cũng như là tập à, lực cho phần cơ bụng là bài tấm ván dài extended plank ha. Đó, mọi người lên handstand như thế nào thì giữ cái tư thế tấm ván dài cũng như vậy luôn. Giữ lâu hết mức có thể ha. Đó. Chúng ta sẽ làm à, à, nhiều lần ha mọi người. À, cỡ chừng 2 3 hai đến ba hiệp gì đó cho bụng nó khỏe lên. Chúng ta lưu ý là chúng ta giữ cái tấm ván dài như thế nào thì lên handstand cũng giữ như vậy ha. Siết chặt bụng siết mông, siết lưng. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên handstand. Ha, lên handstand. Rồi đúng rồi. Cái kiểu lên đầu tiên là kiểu lên uh, cơ bản bật đà tầng chân lên handstand. Đó, ráng giữ lại, giữ lâu hết mức có thể. Thì hôm nay chỉ mới là buổi thứ ba thôi đó mà chị này thì chỉ học online của Thái Vũ mà chị đã giữ tốt như thế này rồi. Đó. Ok, xong hiệp 1. Chúng ta sẽ làm có chừng 3 hiệp, 3 hiệp giữ uh, lâu hết mức có thể ha chân này vừa lên chân kia nhập vô là sẽ giữ được à đó tốt đúng rồi thì chị này tiếp thu rất là nhanh những cái kỹ thuật thì mình đã dạy uh, trước đó rồi ha thì bây giờ chỉ có việc là ứng dụng nó vào và cố gắng uh, tập luyện nhiều để chúng ta tăng cái tần sức mà chúng ta có thể giữ được cái động tác handstand ok rất là tốt rồi ok đến hiệp thứ ba đến hiệp thứ ba của bậc đà tầng chân cơ bản lên uh, handstand dành cho nữ yoga bật nhập liền đúng rồi rồi siết chặt bụng siết lưng rồi lại nè Hấp ngực siết bụng tự dưới nha Lên bật nhập vô Đúng rồi Rồi được á Thì duỗi mũi chân ra luôn duỗi cái mũi chân ra duỗi mũi chân ra để nó canh đúng cái trục trọng tâm Thì mình sẽ giữ tốt hơn Nha duỗi mũi chân ra Còn thiếu duỗi cái mũi chân nữa Ráng duỗi cái mũi chân lên Đúng rồi Nó duỗi cái mũi chân lên nữa là nó sẽ giữ cố định và giữ nhẹ hơn Chụp tấm hình Đó Ok hết thôi đâu Rồi xuống nhẹ nhàng chính xác tốt Xuống càng nhẹ lực càng lên nha Rồi ok kiểu lên thứ hai là bật tách chân giữ ha bật tách chân đúng rồi lên cao thêm xíu nữa bật tách cao thêm xíu nó cho vô đua, vô đúng cái trục để chứ vậy nó nặng lắm nó sẽ kéo mình xuống đúng rồi đúng rồi rồi đừng có nhả quá hiểu không đừng có nhả quá đừng có nhả cái chân quá nó sẽ đổi về uh, trước ha ráng lên uh, ngay cái mức độ là tầm trung thôi hiểu không không có thấp quá cũng không có cao quá lên ráng tùy vô cái sạc ngang giữ đẩy cái phần mông tới trước một tí xíu là mình sẽ giữ được cái handstand sạc ngang ở trên không nhà yeah, hít một hơi sâu vô. hết một hơi sâu vô. Rồi lúc bật lên thì nén hơi lại, khi nào lên giữ được rồi mới thở ra và hít thở đều. Đó đúng rồi, chính xác, chính xác. Đúng rồi, chính xác. Rồi tiếp tục giữ luôn, tiếp tục giữ. Ừ, ok. Tốt, xong hiệp 1. Rồi đến hiệp 2. Rồi bật tách giữ đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi tiếp tục luôn, tiếp tục luôn. Nó trong lúc giữ ráng ghi nhớ cái tư thế chỉ ở ngay cái góc độ như thế này thôi. Không có với thêm nữa chụp tấm hình nè rồi cũng không có gặp xuống nữa đó giờ là ok mình tùy vô cái sạc ngang giữ thôi giữ cái hensen sạc ngang là nó nhẹ hoặc cái giữ cái hensen khép khép chân nha mọi người đó đúng rồi hết thở đều hết thở bằng mũi không thân miệng nha đúng rồi xuống nhẹ nhàng đó chính xác tốt nó mới có ba buổi mới tiến bộ rất là nhanh rồi đúng rồi chưa Vì lên vô đúng cái trục nhớ cái trục hôm nãy mình làm tốt ở hai cái hiệp trước á ứng dụng nó vô cho cái hiệp này bật tách giữ đúng chưa tới đúng rồi đó rồi giữ tiếp luôn tiếp luôn tiếp luôn tiếp luôn siết thẳng đầu gối ra nữa càng tốt cái đầu gối vẫn hơi bị hơi bị cong hơi bị trùng một tí xíu nên siết thẳng cái đầu gối ra nữa là đẹp nha đó ok tốt rồi bây giờ qua đến bật co gối ha kiểu lên thứ ba bật co gối bật co gói. đẩy cái mông tới trước nhiều tự động nó giữ lại được đẩy cái mông tới rồi ừ. co cái góc chân sát vô mông hơn nữa đúng rồi đúng rồi đúng rồi chính xác chính xác chính xác chính xác chính xác đúng rồi tiếp tục tiếp tục luôn tiếp tục đúng rồi đúng rồi tiếp tục theo cái nhịp đó chụp tấm hình đó đẹp rồi đúng rồi chính xác chính xác mắt nhìn xuống giữa hai con cá nha không nhìn tầm bậy tầm bạ đó đúng rồi đó, hiệp một tốt đã chính xác tốt rồi đúng rồi hiệp hai có lên đẩy cái mông tới trước nhiều vô mở vai ra đẩy mông tới trước mở ngực là tự động nó cân bằng được rồi đúng rồi đẩy cái mông tới giữ đúng rồi cái gót cuộn vô mông cái đầu gói giữ 90 độ thôi, không có gặp cái đầu gói quá mà cũng không nhả cái đầu gói nhiều quá Gặp cái đầu gói nhiều quá là nó, sẽ, nó sẽ bị rớt xuống Còn nhả cái đầu gói nhiều quá là nó sẽ bị đổ tới, hiểu không? Đó, ở ngay cái mức độ này thôi, mọi người lưu ý ngay cái tư thế này thôi nha Đó, chính xác Rồi, hiệp cuối Đó, cái này là bị nhả cái đầu gói nhiều quá nè Cái này là do bị nhả cái đầu gói nhiều quá nè Đó Hít hơi sâu vô Nhớ nè, vừa bật lên mông đẩy tới trước liền co cái góc chân sát cho mông mông đẩy tới chứ trước đúng rồi rồi đúng rồi đúng rồi cái vai vẫn còn hơi bị chờm tí xíu nhưng mà không sao cứ giữ được đi trước đã sau này quen rồi cái vai khỏe là tự động mình thể điều chỉnh được bây giờ cứ ráng giữ cho tốt trước nó còn lại là cái tư thế mông nè đầu gối chân là đã tốt rồi nha cái vai thì bây giờ hơi bị tì xíu rồi không sao rồi tốt đó, chính xác rất tốt đó bây giờ chúng ta đã lên được ba kiểu lên cơ bản rồi bây giờ tập tiếp tục là bật tách khép trong một nhịp ừ, Hôm nãy là bật tách giữ rồi đúng không? Bây giờ bật tách khép vô trong một nhịp luôn Đó, hôm nay là Hôm nay là mới vừa chỉ cho chị ha Cái bật tách khép là cái chị mới tập luôn Thì ráng lên Đây là cái cách lên Cuộc uh, Của cho mới cho ngày hôm nay Khép đang bị xéo, ráng khép dứt khoát, khép thẳng lên luôn Đó, ít ra khép thẳng lên nó phải đổ tới gì đó Trong một nhịp thôi Bật tách khép trong một nhịp Đừng có giữ cái sạc ngang lâu quá Vừa sạc ngang là khép vô liền khép đang bị xéo khép thẳng lên khép thẳng lên ừ đó ít ra nó phải như vậy thì mới thì mình mới giữ lại được hết một hơi sau vô bật tách khép vuốt mạnh mạnh lên mình đã có cái đà thì lợi dụng cái đà đã bật tách khép vẫn còn hơi bị xéo ráng vuốt thẳng lên thẳng lên trên ờ đỡ hơn rồi đó đúng rồi rồi đúng rồi chưa dứt khoát lên tách khép liền đúng rồi đúng rồi đúng rồi rồi giữ luôn giữ luôn giữ luôn giữ luôn đúng rồi chính xác chính xác rồi được thì duỗi mũi chân ra Thấy nó ổn định rồi duỗi mũi chân ra Ok tốt Đó bắt đầu giữ được rồi đó Nhớ là phải lên hết Rồi bây giờ là bật co gói duỗi ha Bật co gói duỗi nó là coi như là mình đã hoàn thành được những cái cách lên của mình Co gói duỗi Đúng rồi duỗi thẳng luôn không duỗi xéo duỗi thẳng lên duỗi thẳng lên ép cái lưng dưới vô Xiết cái lưng dưới vô là, là ok Đúng rồi đúng rồi Đó Đúng rồi Cái cảm giác giữ handstand đó, nó phải hơi đổ tới tí xíu Thì mình mới giữ được Hiểu không Nó phải hơi đổ tới tí xíu thì mình mới giữ được đó rồi tiếp tục coi duỗi mỗi cái mình làm ba hiệp là ok ba hiệp mà làm nhiều lần rồi đúng rồi đó đúng rồi đó ok 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 duỗi mũi chân ra nữa giữ đúng rồi tốt 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 chính xác tốt tiếp tục luôn tiếp tục luôn chính xác rồi, ok rất tốt rất tốt rồi ok bây giờ tập uh, bổ trợ thể lực uh, ha giờ cho vai trước tư thế cho mặt hết đất ha mọi người xuống giữ lại 5 giây xuống giữ lại uh, 5 giây sau đó đẩy lên ha xuống hít vô lên thôi ra cố lên rồi cong tay xuống nè Hít đất kiểu chóp mặt ha Lên 5 giây xuống 5 giây thẳng đầu gối ra Đúng rồi Xuống cái mức nào mà cảm thấy nặng ấy, Giữ lại Trong lúc giữ cảm nhận lực nó đang vô vai Thì vai mình nó sẽ khỏe lên ha Cái này là cho nữ yoga nha Rất là phù hợp với nữ yoga ha Không có sợ bị vai bự hay là tay bự gì hết á Không có Tập tay vai nó săn lại nó đẹp hơn nữa Nên cứ yên tâm Xuống cái mức nào mình cảm thấy nặng là mình giữ lại Giữ lại 5 giây Giữ lại 5 giây Rồi đẩy lên dùng lực đẩy lên Lên chóp mặt giữ 5 giây tiếp Nghỉ 5 giây hít thở đều năm hơi thở cũng được luôn rồi sau đó xuống tiếp Giữ lại 5 giây Cái mức nào nặng nhất giữ lại 5 giây Mình làm 5 lần nha 5 lần 5 giây Và 3 hiệp Đó là cái vai sẽ khỏe lên Rồi bây giờ ta tập bụng cho handstand nè Đó Bây giờ nhớ để cái chân 90 độ Rồi co gói xuống Đúng rồi duỗi lên Đúng rồi Xuống hít vô lên thở ra nha Co gói xuống Rồi duỗi lên Đúng rồi Co gói xuống Rồi đúng rồi Nhất cái phần lưng trên lên Đừng để cho cái lưng trên nó chạm đất đó thì lên handstand mình cũng cuộn cái phần bụng như vậy thôi ha. nó Đúng rồi, nhấc cái lưng trên lên. Rồi, đúng rồi. Co duỗi chính xác, chính xác đúng rồi. Co cái góc chân vô mông đúng mày đó. Là mốt lên handstand co gối hay thẳng chân cũng như vậy thôi nha. Nó y chang như vậy, mình nói cái bụng nó khỏe thì mình giữ cái handstand nó sẽ tốt ha. Nó không có bị đổ về cái phía mình đá lên nữa. Đúng rồi, chính xác, tốt. Rồi nằm cái lưng dưới xuống. Rồi gặp cái lưng dưới lên Đúng rồi gặp, gặp, gặp cái uh, lưng trên lên Đó gặp cái bụng lên Đúng rồi gặp liên tục luôn Đúng rồi Rồi lên giữ lại 3 giây đến 5 giây Đó cuộn lên là handstand này, gặp lên là handstand, gặp lên đó lên handstand cũng phải cuộn sâu vô như vậy, cuộn cái bụng trên lên như vậy chứ không thôi để thả lỏng ra là nó bị lỏng, handstand nó bị lỏng thì nó bị sẽ bị đổ tới hiểu không? Nó siết lên handstand là phải như vậy chính xác đúng rồi. Đó, rồi thả chân xuống. Rồi 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 nhấc cái chân lên nhất lên nhấc lên nhấc lên thấp thôi không cần lên cao lên thấp thôi gót chân vừa nhấc ra khỏi mặt đất thôi thì lên handstand cũng vậy Không, này cao quá đần 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 hạ thấp xuống hạ thấp xuống đó đúng rồi lên handstand cũng giữ ngay cái cái, cái cái góc độ này nha nó 5 giây hạ xuống rồi nhấc lên lại nhấc lên lại giữ 5 giây một hai ba bốn năm hạ xuống hạ xuống gót chậm sàn càng chậm lực bụng càng lên hai cái này là cho bụng dưới hôm nãy là cho bụng trên giờ là cho bụng dưới ha đó đúng rồi chính xác nhớ áp dụng nó vô handstand cũng như vậy luôn nha đó chính xác đúng rồi chính xác đúng rồi tốt chính xác đúng giữ đúng rồi như đó thôi là lên handstand cũng giữ cái góc độ đó cái này mình tập thì mình có cái thói quen lúc mà mình giữ cái phần chân và phần bụng uh, handstand ha giữ chân và siết bụng cho handstand nó đúng rồi chính xác nó đúng rồi Ok. Rồi lưng dưới. Để cái cái handstand không bị đổ tới trước là do cái lưng dưới mình nó phải khỏe. Thì giờ mình tập cho cái lưng dưới ha. Nhất ôm mà nhất ta nhất chân lên cao lên đúng rồi, hôm nay làm cao hơn đó. Đúng rồi. Đúng rồi, 5 giây giữ lên 5 giây. Rồi, giữ lại. Đúng rồi, giữ lại một tí xíu thôi. Đúng rồi. Gặp 5 lần giữ 5 giây nha. Đó, đúng rồi, giữ 5 giây. 3 4 5. Đúng rồi, tốt, hạ xuống. Rồi gặp lên 5 lần liên tiếp gặp lên 5 lần liên tiếp rồi mới giữ 5 giây đúng không gặp lên đúng rồi 5 lần liên tiếp rồi mới giữ 5 giây 3 đúng rồi tiếp tục cao lên bộ đúng rồi giữ giữ 5 giây đúng rồi thôi đào đó lên handstand phải ráng siết cái được cái lưng dưới như vậy nha lên handstand cũng phải ráng siết được cái lưng dưới như vậy đó đúng rồi đó chính xác đó giữ đúng rồi rồi lên cái nữa giữ lại rồi giữ một 2 3 4 5 ráng lên còn một là một lần nữa cố lên 1 2 3 cố lên cố lên đường xong rồi 4 rồi cái nữa giữ cố lên đứng dưới khỏe là handstand giữ vững lắm 4 5 tốt rồi thôi ok nó full buổi tập Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha Chúc mọi người luôn tập luyện tốt cùng handstand Tạm biệt